Xin chào các bạn, tôi là Dũng Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch của Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman. Đồng thời tôi là Chủ tịch của hệ thống các công ty đầu tư vào y tế và dược phẩm và hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng với các thương hiệu Rosa Bonita, Oceanista và Vitalip. Ngày hôm nay tôi đứng tại đây và với tư cách là một người vừa làm công tác đào tạo và huấn luyện và làm công tác kinh doanh thì tôi chia sẻ với anh chị em trong vòng 15-20 phút một cái nội dung mà tôi nghĩ rằng rất nhiều các doanh nghiệp đang quan tâm hiện nay, đó chính là quản lý hiệu suất lao động của người lao động và áp dụng hệ thống KPI và những công cụ tương tự vào để quản lý hiệu suất của người lao động. Thế thì anh chị em biết rằng là hiện nay ở Việt Nam, việc áp dụng KPI đã trở thành một cái trào lưu, nếu không muốn nói rằng là một cái mốt, và rất nhiều doanh nghiệp, từ doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước áp dụng. Thế tuy nhiên theo thống kê gần nhất thì có đến 80-85% doanh nghiệp cảm thấy không thỏa mãn, thậm chí không muốn nói là không thành công với hệ thống KPI này. Vậy thì đâu là nguyên nhân và điều gì là quan trọng nhất trong việc chúng ta áp dụng các công cụ để đo lường hiệu quả làm việc của người lao động? Thì tôi xin phép được chia sẻ anh chị một số vấn đề cơ bản như sau. Thứ nhất, trong quản trị người ta nói một câu rất hay: bạn sẽ không bao giờ được coi là nhà quản trị nếu bạn không biết bạn đang quản trị cái gì, và bạn sẽ không bao giờ quản trị được cái đó nếu như bạn không thể cân đo đong lường được nó. Ví dụ như tôi hiện nay, tôi đang nói rằng tôi đang quản lý cân nặng của tôi. Thế nhưng mà quản lý cân nặng là quản lý cái gì? Cân nặng của một cơ thể con người gồm có nội tạng này, thịt này, xương này, da này, máu này, nước này, mỡ này, vân vân và vân vân. Vậy thì bản chất tôi nói quản lý cân nặng tức là tôi đang quản lý cái mỡ thừa của tôi vậy. Vậy nhưng tôi không thể quản lý được lượng mỡ thừa trong cơ thể của tôi nếu tôi không có một công cụ, ví dụ như là một cái cân chẳng hạn, để cân đo đong đếm được cái lượng mỡ hàng ngày của tôi. Ví dụ ngày hôm nay tôi leo lên cái cân đó, nó chỉ cho tôi rằng tôi được 5,6 kg mỡ thừa. Ngày mai do luyện tập tôi leo lên, nó chỉ còn 5,3 kg mỡ thừa, tức là tôi đang quản lý tốt lượng mỡ thừa của tôi. Thế còn nếu ngày kia tôi leo lên nó lại là 7 kg mỡ thừa, tức là tôi đang béo quá mất rồi. Vậy nhưng hiện nay chúng ta cứ nói chung chung là chúng ta đang quản lý cân nặng. Vì vậy đôi khi chúng ta áp dụng công cụ vào, chúng ta luyện tập hùng hục nhưng mà mỡ thừa vẫn thừa, nhưng mà trong đó có thể cơ và lượng nước trong cơ thể chúng ta lại teo tóp đi chẳng hạn, không đủ để duy trì năng lượng cuộc sống. Vậy thì trong doanh nghiệp cũng như thế, chúng ta cứ nói rằng chúng ta đang quản lý cái năng suất lao động, chúng ta đang quản lý hiệu quả làm việc đội ngũ cán bộ nhân viên, nhưng có thực tế chúng ta quản lý được nó hay không thì đây là một câu chuyện khác. Vì vậy người ta đã nghĩ ra rất nhiều công thức về quản lý khác nhau. Đầu tiên là quản lý bằng quy trình, quản lý bằng quy chế này, rồi là quản lý bằng người giám sát này, rồi là quản lý bằng khích lệ tinh thần làm việc này, quản lý bằng các biện pháp hành chính này, và quản lý bằng các công cụ như là KPI. Thế thì trước khi vào công cụ KPI, tôi xin phép được chia sẻ ngắn gọn với anh chị thế này. Tôi làm việc tại các tập đoàn mà tôi thấy rằng không tập đoàn nào người ta thiếu các quy trình và quy chế. Thậm chí một tập đoàn rất lớn tôi đã từng làm việc cách đây 3 năm, họ có tận hơn 2.000 quy trình và quy chế. Nhưng tại sao có đầy đủ quy trình và quy chế như vậy nhưng mà quản trị hiệu quả làm việc của nhân viên vẫn kém? Bởi vì chia sẻ thêm, quy trình và quy chế là nên áp dụng tại những doanh nghiệp mà ở đó cái lòng tự trọng, cái tự nhận thức của người lao động nó phải rất cao. Thế tuy nhiên với đội ngũ nhân sự Việt Nam hiện nay thì cái sự tự nhận thức nó chưa được cao lắm. Cái lòng tự trọng đôi khi cũng không được cao lắm. Vì vậy đôi khi người ta lại vận dụng quy trình quy chế để mà người ta gọi là làm tròn vai và đổ lỗi cho quy trình quy chế. Vì vậy câu nói thường thấy chúng ta nghe đó là gì ạ? Đâu, chúng tôi mới làm đúng quy trình đấy chứ, chúng tôi áp dụng đúng quy chế đấy chứ. Và cái ranh giới giữa quy trình này và quy chế kia, giữa cái việc này của người này và việc kia của người kia, đôi khi là cái mà không ai làm cả và người ta vin vào đó để người ta đổ lỗi cho người khác. Hơn nữa, quy trình quy chế ở Việt Nam có cái rất tệ, đó là đội ngũ lãnh đạo, những người viết ra quy trình quy chế đôi khi lại là người vi phạm thường xuyên và nhiều nhất. Thế làm sao thể bảo nhân viên áp dụng quy trình quy chế được? Ví dụ nhé, theo quy trình là tôi làm xong việc này tôi phải chuyển cho trưởng phòng, trưởng phòng trong vòng 30 phút phải phê duyệt cho tôi là được hay không được để tôi về chỉnh sửa, hoặc tôi trình lên cấp cao hơn. Khi trình lên cấp cao hơn thì trong vòng nửa ngày cấp cao hơn phải ký duyệt để tôi có thể ban hành ra đáp ứng yêu cầu của đối tác và khách hàng. Và tôi thấy rằng hầu như không có nhân viên nào sai quy trình quy chế cả. Họ làm, họ đưa đến cho trưởng phòng. Thế nhưng mà trưởng phòng bảo, cậu để đấy, mai tôi mới xem, hôm nay tôi chưa xem được. Vậy ai là người sẽ đi xử lý trưởng phòng? Trưởng phòng đưa lên tổng giám đốc bảo, có lẽ là cái này tao sẽ không ký đâu. Thôi được rồi, cứ để đấy, tao đi công tác tuần sau về tao xem sau. Vậy thì ai sẽ là người xử lý tổng giám đốc? Và vì chúng ta theo kiểu luật từ cổ trở xuống, không có luật từ cổ trở lên. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn đã vô hiệu hóa quy trình quy chế trong công ty của chúng ta. Còn quản lý hiệu suất bằng đội ngũ giám sát thì tôi mong anh chị lên trên mạng, anh chị gõ tôi câu chuyện con kiến, chúng ta sẽ biết một câu chuyện tuyệt vời về quản lý quy trình quy chế, đó là người làm thì ít và người giám sát và quản trị bên trên thì nhiều.
suốt ngày tổ chức các buổi họp hành, suốt ngày tổ chức yêu cầu báo cáo, suốt ngày tổ chức chửi bới đe dọa. Thế nhưng mà cái người thật sự làm ra hiệu quả thì lại còn ít hơn cả cái người đi kiểm tra và giám sát. Và chỉ có cái người làm bên dưới mới làm ra hiệu quả thật sự cho công ty thôi. Ví dụ một đội ngũ nhân sự người ta đi bán hàng được 100 cái lọ thuốc chẳng hạn. Thế vì vậy là cái thực tế là công ty chỉ bán được 100 lọ thuốc thôi. Thế nhưng mà cái cậu phó phòng cũng ghi vào thành tích của mình là em quản lý tốt, vì vậy chúng ta bán được 100 lọ thuốc. Cậu trưởng phòng thì ghi vào nếu không có em gọi như tạo động lực thì còn lâu chúng nó mới bán được 100 lọ thuốc. Anh phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh cũng nói rằng nếu em không hướng dẫn và giáo dục thường xuyên thì không bao giờ chúng ta bán được 100 lọ thuốc. Khi ông tổng giám đốc cũng nói rằng do anh gọi như là ban hành các loại hành lang pháp lý chúng nó mới bán được 100 lọ thuốc. Như vậy là bản chất công ty chúng ta bán được 100 lọ thuốc. Thế nhưng mà có tận 5-6 người cùng dính máu ăn phần, cùng ghi vào thành tích của mình. Hiện tượng này trong tiếng Anh nó gọi là double account. Tức là một thành tích nhưng được ghi nhận vào nhiều cấp bậc khác nhau. Và rõ ràng mỗi cấp bậc sinh ra lại ngốn chúng ta một phần tài chính, lại lấy của chúng ta rất nhiều thời gian, quá nặng về công tác họp hành, báo cáo và rà soát, thay vì việc chúng ta tập trung và làm cho hiệu quả công ty được gia tăng. Thì đấy, rồi có công cụ khác như là quản lý về hành chính chẳng hạn. Đến thời nào rồi mà chúng ta vẫn quản lý người lao động bằng việc đánh dấu vân tay ở ngoài cửa, rồi là phải ký nhận vào là buổi sáng đi làm từ 4 giờ đến mấy giờ, rồi là buổi chiều về lúc mấy giờ. Tức là nó nặng tính hành chính hơn là việc đi tác động thật sự để nâng cao hiệu quả lao động lên. Thế còn các công cụ như KPI thì tôi xin phép được chia sẻ anh chị, KPI đã áp dụng ở trên thế giới cả trăm năm nay. Ở Việt Nam hiện nay coi như một cái mốt. Rất nhiều công ty cho rằng chỉ cần đi bỏ tiền ra học vào lớp về KPI, sau đó là nháo nhào đi thuê tư vấn về xây bộ KPI và coi như nó là công cụ vạn năng và ném vào doanh nghiệp là sẽ thành công. Không đơn giản như vậy đâu. Bản thân tôi là một người đào tạo và tư vấn xây dựng KPI, nhưng tôi lại có quan điểm rằng tôi sẽ đào tạo cho các bạn kỹ về KPI đến mức độ bạn sẽ phải quyết định có lẽ bạn sẽ không dùng nó. Tôi nhắc lại lần nữa là tôi sẽ đào tạo cho các bạn thật kỹ để rồi có thể các bạn quyết định sẽ không dùng nó. Còn nếu các bạn quyết định dùng nó thì các bạn phải thật sự hiểu nó là cái gì. Chúng ta không thể nào dùng một cái cân nếu như cái cân đó không chính xác, thì thà không có cân, chúng ta ước lượng với nhau có khi còn tốt hơn. Vậy thì KPI là gì? Tôi xin phép được chia sẻ rất ngắn gọn thế này. KPI là viết tắt của 3 từ trong tiếng Anh: Key Performance Indicator, các chỉ số đánh giá năng lực chủ yếu của một bộ phận, của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp. Thế nói như vậy có thể các anh chị em sẽ khó hiểu. Tôi nói đơn giản hơn, KPI là một bộ chỉ số nhằm đo lường sức khỏe của một bộ phận, của một doanh nghiệp hoặc một cá nhân. Thế thì ở đây có rất nhiều kiểu KPI khác nhau. Có KPI cá nhân, có KPI của một bộ phận và thậm chí có KPI của một doanh nghiệp hay là một tập đoàn. Thế thì ở đây tôi nói nhiều về KPI cá nhân. Vậy tại sao tôi dùng từ sức khỏe? Tôi xin phép được chia sẻ với anh chị em thế này nhé. Giả sử anh chị em gặp tôi từ nãy đến giờ, anh chị thấy tôi này, to béo đúng không ạ? Cũng cao 1m7 trở lên, nặng 80kg. Tôi nói xà xã cả một sáng, không bao giờ ngừng nghỉ. Và anh chị sẽ nói rằng, ồ, anh Dũng khỏe phết. Thế nhưng tí nữa tôi có thể tôi lấy cho anh chị xem cái tờ phiếu xét nghiệm các chỉ số như đường trong máu, như mỡ trong gan, như huyết áp và tim mạch của tôi vừa được thực hiện tại bệnh viện Vinmec chẳng hạn. Thì có khi anh chị lại kết luận rằng, ồ, thầy Dũng không khỏe như mình nghĩ. Thậm chí thầy Dũng đang bị bệnh rất là nan giải. Vậy thì theo anh chị, tôi là người khỏe hay người yếu? Anh chị nên tin cảm giác của anh chị hay anh chị nên tin cái tờ phiếu xét nghiệm với rất nhiều cái máy móc đo lường cụ thể và với sự chẩn đoán của bác sĩ có chuyên môn kia? Tương tự như vậy, bây giờ trong doanh nghiệp của anh chị có một cậu nhân viên ngày nào cũng đi làm từ 7 giờ sáng, làm việc xuyên trưa, 8 giờ tối mới về, tay lúc nào cũng cầm một tập tài liệu, chạy ra rồi lại chạy vào, lúc nào cũng com lê cà vạt giống tôi, đi đâu cũng gặp, ôi dồi ôi, em chào sếp, em bận quá. Và một cậu nhân viên đúng 8 giờ đến cơ quan, đúng 5 giờ đi về, chẳng mấy khi xuất hiện ở chốn đông người, ngồi lặng lẽ trong góc phòng với cái máy tính. Vậy theo anh chị, cậu nào làm việc hiệu quả hơn? Tôi đoán chắc rằng 90% chúng ta sẽ nhận xét rằng cậu đầu tiên làm việc hiệu quả hơn. Nhưng tôi xin thưa các chị, nếu chúng ta có một lần được nhìn vào cái bản báo cáo thành tích dựa vào KPI, thì có khi chúng ta phải nhìn nhận ngược lại những kẻ mồm miệng đỡ chân tay, chạy ra rồi lại chạy vào như vậy. Cảm giác đang đánh lừa chúng ta nhưng chưa chắc hiệu quả đóng góp cho công ty đã nhiều bằng cậu nhân viên ngồi yên trong góc phòng kia đâu. Chính vì lý do đó mà bộ KPI đã ra đời. Tôi nhắc lại, KPI có 3 từ đều rất quan trọng chúng ta phải lưu ý. Từ quan trọng bậc nhất đó chính là chữ K, tức là Key. Chúng ta đo những việc quan trọng nhất, đóng góp nhiều nhất cho doanh nghiệp, chứ không phải tính là việc là người nào làm nhiều đầu việc. Có rất nhiều nhân viên làm nhiều việc nhưng toàn những việc không quan trọng.
toàn những việc rời ơi đất hỡi, toàn những việc mà nó chẳng có tác dụng gì cả. Nó chỉ làm cho công ty và bản thân anh ta trở nên bận rộn hơn chứ không thực sự ra nhiều hiệu quả hơn. Vì vậy từ quan trọng nhất chính là từ K, tức là quan trọng, chìa khóa. Cái từ thứ hai đó chính là indicator. Indicator tức là các chỉ số. Các chỉ số tức là bao gồm tử số và mẫu số. Mẫu số đó chính là cái kế hoạch, chính là cái chỉ tiêu. Còn cái tử số chính là những gì mà cậu ta làm được trong thực tiễn. Và hai cái con số tử số và mẫu số này chúng ta đều phải đo lường được thật, và chúng ta phải chính xác, minh bạch. Còn nếu như chúng ta không có các chỉ số, chúng ta không có các chỉ tiêu, chúng ta cũng chẳng đo lường được những gì ta làm được trong thực tiễn, mà lại cho cái ông lãnh đạo cái phòng đó, ban đó được tự quyền viết vào, thì thật sự nó hoàn toàn không có giá trị gì. Và cái từ thứ hai là từ performance, tức là hiệu quả và hiệu năng, thay vì cái câu chuyện nó gọi là tần suất. Hiện nay tôi thấy bộ KPI của rất nhiều doanh nghiệp nặng về đo tần suất. Tôi nói ví dụ như là một anh bảo vệ một ngày đi 5 vòng tòa nhà, một anh bảo vệ một tháng bắt được 4 ông ăn trộm. Thì xin thưa anh các chị, rồi một ngày ra ngoài cửa mở cửa 100 lần, đóng cửa 100 lần. Điều đó với tôi nó ít có giá trị. Làm thế nào để mà công ty của mình phải ít trộm và không có trộm nữa, chứ không phải là làm thế nào để bắt được 5 ông trộm một tháng. Làm thế nào anh không cần đi 5 vòng tòa nhà và an ninh vẫn được đảm bảo, chứ không phải là anh đi 5 vòng tòa nhà. Anh đi 5 vòng tòa nhà, nếu ngày hôm nay tôi thích nên tôi đi 10 vòng, anh có trả lương gấp đôi tôi không? Rồi là không phải là cái câu chuyện mà hôm nay anh mở cửa 100 lần hay đóng cửa 100 lần, mà phải là câu chuyện cái người khách đến đây giao dịch, người ta có vui vẻ và hài lòng với thái độ của người bảo vệ không? Hay là anh ra anh cứ mở lên mở xuống như kiểu một con robot như thế này? Vì vậy tôi nhắc lại là ba từ này đều rất quan trọng. Đó chính là từ hiệu quả, đó là từ liên quan đến chỉ số, và thứ ba là quan trọng bậc nhất. Và vì yếu tố này nên khi tôi tư vấn các doanh nghiệp, tôi thấy rằng đại đa số các bộ KPI của chúng ta hiện nay làm nó không đúng và nó không trúng. Vì vậy là có cũng như không. Thậm chí chưa kể một số đơn vị còn coi KPI là công cụ để phạt nhân viên và để trừ lương nhân viên. Vì vậy nhân viên quay ra thù ghét bộ KPI, người ta không ủng hộ KPI, và từ đó người ta mới nghĩ ra người ta các biện pháp người ta gọi là cheating KPI, tức là người ta làm sai lệch bộ KPI đi. Người ta điền A cũng được và người ta điền B cũng được. Đặc biệt lại có những ông lãnh đạo không hiểu về KPI và coi rằng đấy là cái bộ công cụ để thể hiện quyền lực của mình. Vì vậy nhân viên đúng ra làm ra như thế này, ông ta lại thó bút và ông ta sửa bộ KPI đó đi và thể hiện cái quyền lực của mình trong đó. Vì vậy nó không còn đảm bảo tính khách quan nữa. Vậy để làm bộ KPI thành công cũng như áp dụng bất kỳ một công cụ nào, hiện nay chúng tôi có rất nhiều công cụ này, KPI này, Memo này, Dashboard này, SLA này, rồi là OKR này, vân vân và vân vân. Nhưng dù là bộ công cụ nào chăng nữa thì chắc chắn nó phải đảm bảo yếu tố SMART. Yếu tố SMART là yếu tố mà ai cũng nói, ai cũng biết nhưng hầu như chúng ta đều làm sai. Đó là một bộ công cụ đánh giá, nó phải đảm bảo rất cụ thể, có phải đo lường được, người ta có thể đạt được, rồi là phải có gọi như liên quan đến mục tiêu chung của tổ chức, và cuối cùng nữa là phải có thời gian cụ thể để đo. Thế nhưng chúng ta gần như là vi phạm một trong các yếu tố này, hoặc thậm chí có thể vi phạm cả 5 yếu tố này. Vì vậy các bộ công cụ đo lường của chúng ta nó chỉ là hình thức, nó chỉ là sinh ra để người ta tìm cách lách luật mà thôi. Vì vậy tôi rất mong các anh chị là tìm hiểu thật kỹ lưỡng về các công cụ đo lường hiệu suất. Ngoài ra tôi xin chia sẻ thật lòng là con người ta sẽ làm việc hiệu suất nếu như người ta thấy công việc đó là thú vị, nếu người ta thấy rằng là cái tổ chức đó biết ghi nhận và tôn vinh những giá trị ta đem lại cho tổ chức, người ta thấy có một sự gần gũi giữa cấp trên và cấp dưới, và người ta thấy rằng văn hóa doanh nghiệp của đơn vị này thật sự xứng đáng để người ta đóng góp. Và bất kỳ một người nào dù ở vị trí nào chăng nữa trong công ty cũng có một cái giá trị nhất định, có một cái sự cống hiến mà người ta bằng sự nỗ lực bình thường có thể đem đến cho công ty. Người ta phải tin, người ta phải vui, người ta phải cảm thấy hạnh phúc khi đi làm thì chắc chắn hiệu quả lao động sẽ lên cao. Còn việc áp dụng KPI hay không, đó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Mà nếu anh chị đã áp dụng thì chúng ta phải dành rất nhiều tâm huyết, thời gian để chúng ta có được bộ KPI chuẩn mực. Còn nếu không, đừng làm và đừng bao giờ có tư tưởng mang bộ KPI ra khoe như kiểu rằng tôi có ISO, tôi có KPI như là một cái công cụ để khoe mẽ và nâng cao uy tín thương hiệu của doanh nghiệp mình vậy. Tôi nhắc lại là một doanh nghiệp sẽ chỉ có uy tín khi mà cái uy tín đó được đối tác và khách hàng cảm nhận bằng cái chất lượng hiệu quả trong công việc. Mà chất lượng hiệu quả trong công việc này nó chỉ có thể có được nếu có đội ngũ nhân sự hiệu quả và chất lượng. Và điều đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố về quản trị nhân sự chứ không chỉ bằng bộ KPI. Còn nếu anh chị muốn xây dựng KPI, Học viện Chiến lược và Nhân sự Kingsman sẵn lòng đồng hành cùng quý vị để chúng ta có được bộ KPI tuyệt vời này.
Đây là một công cụ rất hữu ích nhưng nó cũng sẽ là con dao hai lưỡi, nên rất thận trọng khi dùng và đặc biệt phải tìm đúng đối tác để hỗ trợ chúng ta xây dựng bộ KPI tuyệt vời này. Xin chào và hẹn gặp lại. Anh chị hãy đăng ký sớm là thành viên của kênh YouTube của Hoàng Trung Dũng và Học viện Kingsman. Chúng tôi sẽ có nhiều clip rất hấp dẫn và thú vị chia sẻ cùng quý vị. Hãy đăng ký ngay từ bây giờ và hẹn gặp lại quý vị ở những lần chia sẻ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch của Kingsman, Chủ tịch của Rosa Bonita, Ocean Lista và Vitalit. Xin chào và hẹn gặp lại.